10k máu rồi này, chưa búp mà 10k máu rồi này. 14k rưỡi máu luôn anh em ạ. Chào Nguyễn Tiền nhá. 14k rưỡi máu. Gần được gần 14k 6 luôn đó Tiến Trọng. Thiếu Lâm này có phải Thiếu Lâm đao đấy hả Trần? Thiếu Lâm này là Thiếu Lâm kiếm. Có vẫn chơi Trần bất ổn cho em là con này cho anh Khê anh đi thống kim 11 giờ à, thống kim 9 giờ à. Lâu lâu anh phải làm trận 11 giờ cho vui. Ừ, nếu mà đi gần Nga Mi Búp nữa thì lên máu luôn này, đứng gần Nga Mi Búp này là máu 20k giữ luôn này. Nga Mi Búp sen này Tiến Trọng này. Rồi ném đây để cho anh Khê lúc nãy anh vào để 11 giờ mình vào mình lốc mình đi. Đồ đây anh em ơi. Cái này anh làm cho anh Khê á Việt, anh làm cho anh Khê á. Đao sinh lực 139 này, độc sát 13 điểm. Đao chủ lấy sinh lực thôi, nói chung xét đồ này lấy sinh lực hết. Dây chuyền hiệp cốt sinh lực 199 này. Áo phục hồi 40 sinh lực 149 này. Nón nội lực 58 sinh lực 197 này. Bao tay sinh lực 156 này. Nhẫn dưới sinh lực 122 này. Nhẫn sinh lực nhẫn 98 này. 98 sinh lực. Ngọc bội sinh lực 138, cái đai sinh lực 121. Đôi giày sinh lực 126, tốc 40. Trang sức sinh lực 200 nữa. Búp lên thì máu được lên 14k5. 14k5. Còn kỹ năng đây và tiềm năng đây. Vẫn là ổn chưa Tiến Trọng? Đây là toàn bộ con Thiếu Lâm đào mà nó là còn đi biến thể của mình đó anh em. Không có phải chuyển đâu anh em. Rồi để đây nha anh em nhá. Quay về với Nam Đồng đi. 9 giờ mình vẫn đi Nam Đồng anh em ạ. Còn 11 giờ thì anh em mình đi con Thiếu Lâm này.